Một điều giản dị ấy thôi. Nơi bát cổng là một ngôi nhà sàn. Hỡi ai đi khắp thế gian, gặp bao thành quách khi hoàng như na. Nhớ về nơi bát chúng ta, góc vườn nho nhỏ, ngôi nhà đơn sơ. Ngôi nhà giản dị nằm trong phủ chủ tịch thuộc cùng di tích Hồ Chí Minh tại thủ đô Hà Nội. Nhà sàn Bác Hồ được bao quanh bởi một hàng rào dâm bụt, ao cá và nhiều loài cây ăn quả, nên khi khách du lịch đến nơi đây sẽ thực sự cảm thấy một không khí thoải mái bởi có không gian xanh ngay giữa thành phố Hà Nội rất đẹp. Mô hình nhà sàn của Bác Hồ được các thầy cô và các bạn học sinh khối ba chúng em dựng lên bởi rất nhiều cuốn sách khác nhau để hiểu về ngày hội đọc sách, để khám phá nguồn tri thức của nhân loại. Xin giới thiệu với các thầy cô, đây là cuốn sách giáo khoa mà từng ngày chúng em thường học và sách tham khảo giúp chúng em học tốt hơn trong chương trình ở trường. Sách truyền tranh của nước ngoài với những câu chuyện rất hấp dẫn, đầy lý thú như Conan, Doraemon, Chín Cô Bé Bút Chì. Những câu chuyện cổ tích như Tấm Cám Nay Thạch Xanh và rất nhiều những câu chuyện khác nữa. Hai là sách đặc biệt mà dân hàng muốn giới thiệu với tất cả mọi người, đó chính là sách về lịch sử và sách Bác Hồ. Sách về Bác do nhà xuất bản Giáo Dục có tên ngôn Hồ Chí Minh, Bác Hồ với Giáo Dục. Sách do nhà xuất bản Thanh Niên và Thành có Chuyến Thường Ngày Của Bác, Chuyến Người Cháu Gần Nhất Của Bác Hồ, của tác giả Hồng Khanh. Từ làng Sen đến bến nhà Rồng, chuyện kể trên mộ bà Hoàng Thị Loan. Ngoài ra còn có rất nhiều các loại sách của các nhà xuất bản khác nữa để các bạn cảm cô thầy ạ. Đặc biệt em muốn giới thiệu với các cô thầy cuốn sách Chuyện Kể Từ Làng Sen của tác giả chú Trọng Huyến. Kể về tuổi thơ của Bác từ làng Sen, một vùng quê vất vả nghèo khổ nhưng lại trong sáng và hiền hòa. Đến lúc Bác Hồ phải rời quê nhà theo cha vào Huế, tuổi thơ của Bác đã gắn bó với những lời ru oán hơn sâu thẳm. Để em sẽ đọc một bản thơ cho các cô thầy nghe nhé. Núi Trường Sơn còn thẳm, bể Đài Hải đang đầy, vua nước Nam đã theo Tây, cho sân tình thầm rồi. Và đau thương mất mát lẫn nhau khi phải từ giã người mẹ hiền. Em xin 18 tháng tuổi khi nghèo đói và bệnh tật. Từ trong mất mát đau thương của gia đình và tổ quốc, từ trong những lời ru khúc hát quê nhà đã nuôi dưỡng nên một tâm hồn với bao khát vọng lớn lao, để rồi hình thành nên một con người vĩ đại, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, Hồ Chí Minh. Ở trong gian hàng trưng bày của cổ ba chúng em còn có rất nhiều các loại sách thiết lịch sử hấp dẫn như Sử Hình Thành Thành Phố Vinh Qua Các Thời Kỳ, Lá Cờ Theo Sáu Chữ Vàng, kể về người anh hùng Trần Quốc Toàn mới 16 tuổi đã cầm quân đánh giặc Hai Bà Trưng với nợ nước thù nhà đã phất cờ khởi nghĩa đánh tan quân Hán xâm lược. Đáng chú ý hơn là bộ truyện tranh chuyên kể về Điện Biên Phủ theo lời của Hoa Ban Tranh Huy Toàn, với những hình ảnh rất sinh động, lời kể ngắn gọn xúc tích đã cho ta hiểu hơn về cuộc kháng chiến trường kỳ anh dũng của dân tộc. Và trận đánh lừng lẫy Nam Châu chấn động địa cầu ở Điện Biên vào năm 1954. Còn có rất nhiều các loại truyền tranh và rất nhiều các loại truyền hấp dẫn khác mà em đang muốn giới thiệu với tất cả các thầy cô. Những
những thời gian không cho phép nữa. Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô giáo.